Hơn 7 giờ sáng ngày 2 tháng 2, sau hơn 3 tháng tạm giam, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7, về tội gây rối trật tự công cộng. Liên quan tới vụ án, bị cáo Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 4, bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ngọc Trinh xuất hiện tại tòa có phần gầy hơn trước, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Trong phần trình bày của mình, Ngọc Trinh đã không kìm nén được cảm xúc, rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào. Viện kiểm sát nhắc nhở, trấn an Ngọc Trinh bình tĩnh để tiếp tục phần xét hỏi. Sau đó, Ngọc Trinh nói lời xin lỗi. Trình bày trước hội đồng xét xử, Ngọc Trinh thừa nhận thực hiện hành vi giống cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho biết bản thân không cố tình vi phạm. Khi được hỏi vì sao quen Trần Xuân Đông, Ngọc Trinh khai, mình có ý định tập xe phần khối lớn để thi bằng A2, nhờ người quen tìm thầy dạy, sau đó biết Đông. Chủ tọa hỏi, bị cáo có bằng A1 chưa? Chần chừ một lúc, bị cáo Ngọc Trinh trả lời, dạ rồi. Về việc tập luyện, Ngọc Trinh khai, cô hẹn giờ và hẹn ngày, còn Đông là người chỉ định địa điểm tập. Ngọc Trinh trình bày, tập 6 đến 8 giờ sáng, đường vắng có nhiều người tập. Bị cáo nghĩ đường để tập chứ không biết là đường đã đưa vào sử dụng. Trong quá trình xét hỏi, chủ tọa nhiều lần nhắc bị cáo Ngọc Trinh trả lời trọng tâm vào câu hỏi. Về phương diện tập, Trinh khai do Đông chuẩn bị, bị cáo khai không phân công nhiệm vụ cho ai mà là do thói quen sinh hoạt, những người là trợ lý, tài xế đều làm các công việc như vậy trước đây. Khi được chủ tọa hỏi ai là người hướng dẫn về hành vi cáo trạng nêu phản cảm, Ngọc Trinh trả lời do Đông hướng dẫn cho bị cáo, Đông là mẫu trước, sau đó Đông cùng với Trinh thực hiện. Trong quá trình điều tra, Ngọc Trinh cho biết bị cáo không nhớ bị thu giữ mấy cái điện thoại. Khi được chủ tọa nhắc thông tin 5 cái, Trinh xác nhận đúng. Đại diện viện kiểm sát cho biết hành vi của Ngọc Trinh đã được nêu rõ trong cáo trạng. Tuy nhiên, viện kiểm sát muốn hỏi để làm rõ thêm và để bị cáo nhận thức hành vi của mình. Lúc này, Ngọc Trinh mới thừa nhận cô chưa có bằng lái A1. Trước đó, trả lời hội đồng xét xử, Trinh chần chừ nói đã có bằng. Ngọc Trinh nói bị cáo mới có bằng xe hơi B1, bằng lái A1 chưa có, lúc nãy bị cáo bị lộn. Ngọc Trinh cho biết lý do thực hiện các động tác phản cảm, nguy hiểm như trong các clip là do xem các clip của các bạn gái khác thực hiện, thấy thích nên làm theo. Ngọc Trinh trình bày trước tòa. Bị cáo thấy thích nên trong nhất thời, khi đã điều khiển được xe phân khối lớn, bị cáo nhờ thầy Đông hướng dẫn để làm theo. Bị cáo biết các động tác đó không có trong nội dung thi bằng A2. Nhưng khi điều khiển được xe, bị cáo hiếu thắng, tự tin thái quá nên vẫn thực hiện, dù thầy Đông đã khuyến cáo bị cáo. Khi đại diện viện kiểm sát thẩm vấn Ngọc Trinh về trợ lý Thúy Kiều, Trinh liên tục nghẹn giọng, bị cáo cho biết Kiều là trợ lý làm cho bị cáo 7 năm. Những việc Kiều làm đều theo thói quen sinh hoạt nhiều năm qua giữa bị cáo và Kiều. Cơ quan công tố cáo buộc bị cáo kêu Kiều phải làm, đó là phân công chỉ đạo chứ không còn là nhờ nữa. Ngọc Trinh phân trần, đó là thói quen, quay clip thường ngày. Kiều quay rất nhiều, Ngọc Trinh thấy clip nào hay, vui thì đăng lên mạng xã hội và có khuyến cáo trong clip là động tác nguy hiểm. Bên cạnh đó, bị cáo Ngọc Trinh cho biết mục đích đăng clip lên mạng xã hội để kỷ niệm. Viện kiểm sát đặt câu hỏi nếu kỷ niệm thì để riêng cho mình, nhưng ở đây Ngọc Trinh đã đưa lên mạng trong khi bị cáo có sức ảnh hưởng với công chúng. Nữ người mẫu nói, khi làm việc với viện kiểm sát, điều tra viên bị cáo mới biết điều đó. Mạng xã hội là nơi lưu giữ lại kỷ niệm của bị cáo, vì thẻ nhớ hay điện thoại cũng không lưu hết được. Khi làm việc với viện kiểm sát, bị cáo mới nhận thức được việc đăng lên, dù không cố tình nhưng gây ảnh hưởng xấu. Cho rằng Ngọc Trinh đang trả lời lòng vòng, viện kiểm sát tiếp tục chất vấn, đăng cho mọi người biết để chứng tỏ bản thân mình hay thế nào. Vị trí bị cáo là người mẫu nổi tiếng được giới trẻ biết đến, mục đích thật sự khi bị cáo đưa clip lên. Ngọc Trinh nói giờ cô mới biết hành vi là sai, nhưng lúc đăng clip lên mạng chỉ nhằm mục đích kỷ niệm. Đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh, viện kiểm sát không xử lý hành vi bị cáo đưa clip trên mạng, đó là hệ lụy, mà xử lý bị cáo về hành vi gây mất an toàn giao thông. Ngọc Trinh trình bày, chỉ vì suy nghĩ chủ quan, thiếu nhận thức về luật mà bị cáo phải trả giá bằng vết sẹo trên cơ thể, bị tạm giam và phải hầu tòa, Ngọc Trinh nói. Thâm tâm bị cáo luôn mong muốn phải làm đúng, bị cáo không cố tình vi phạm. Chỉ vì nhất thời sai phạm lúc nào không biết. Đây là bài học quá lớn với bị cáo, mong tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo nhớ người thân của mình, bị cáo sai, có lỗi. Về bị cáo Trần Xuân Đông, khi bước vào phần khai báo, Đông thừa nhận cáo trạng và lời khai của Ngọc Trinh là đúng. Nam bị cáo nói bản thân không phải thầy giáo trung tâm mà chỉ hướng dẫn cho khách hàng hãng BMW. Đông thừa nhận mình hướng dẫn và đi theo Ngọc Trinh thực hiện các động tác nguy hiểm. Mỗi lần tập luyện, Đông nói mình có hướng dẫn cho Ngọc Trinh chứ không bàn bạc từ trước. Theo đó, khi ra bãi tập, Đông làm các động tác nguy hiểm rồi hướng dẫn Trinh làm theo. Về phương tiện phạm tội, Đông khai một số lần là xe của anh ta và một số lần là xe của bạn Ngọc Trinh. Sau khi khai báo, Đại hội đồng xét xử đã tiến hành hỏi Thúy Kiều. Đến 10 giờ, Đại hội đồng xét xử quay lại xét hỏi Đông. Bị cáo cho biết, trước mỗi buổi tập, Trinh gửi cho Đông những clip nguy hiểm và bày tỏ mong muốn thực hiện theo. Từ đó, Đông mới hướng dẫn Trinh thực hiện hành vi nguy hiểm. Khi nói lời sau cùng, Trần Xuân Đông nhiều lần nghẹn ngào và bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo xin tòa xem xét khoan hồng để nhận mức án nhẹ nhất, sớm trở về tiếp tục chăm lo gia đình vì bố mẹ lớn tuổi, vợ không đi làm, có con nhỏ.
Sau những phân tích về lời khai của các bị cáo, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngọc Trinh 6-9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, Trần Xuân Đông 12-21 tháng tù. Theo cáo buộc, Ngọc Trinh bàn bạc cùng Trần Xuân Đông chuẩn bị mô tô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm. Bên cạnh đó, Trinh phân công, chỉ đạo cho trợ lý và một số người khác chuẩn bị điện thoại, flycam để quay phim. Ngày 5 tháng 9 năm 2023, ngày 6 tháng 9 năm 2023 và ngày 6 tháng 10 năm 2023, Trinh và Đông đã có hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn, thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Sau đó, Trinh biên tập lại và đăng tải lên các trang mạng cá nhân có số lượng người theo dõi, bình luận và tương tác đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội. Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Ban An toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức có văn bản đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông của Ngọc Trinh. Tương tự, ngày 13 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức có văn bản đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý hành vi của Ngọc Trinh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Do Ngọc Trinh đăng tải phát tán các clip lên mạng xã hội có ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống, văn hóa của giới trẻ, đặc biệt các tài khoản của bị can này có hàng triệu người theo dõi. Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc khởi tố bắt tạm giam Ngọc Trinh và đồng phạm. Tại cơ quan điều tra, Ngọc Trinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 4 mô tô. Quá trình xác minh có 3 mô tô không lưu trữ thông tin số khung, số máy, thông tin nhập khẩu và qua giám định các biển số trên là giả. Một số xe còn lại là của Trinh, mượn của ông NPV. Ông V không biết Trinh mượn xe để sử dụng và phạm tội nên cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Thủ Đức xử phạt hành chính. Làm việc với nhà chức trách, Đông khai 3 mô tô trên là Đông mua của các đối tượng không rõ lai lịch. Khi mua, Đông biết giấy tờ xe là giả nhưng do ham rẻ và cần để sử dụng nên đồng ý mua. Cũng theo cáo trạng, hành vi gây rối trật tự công cộng của hai bị can Trinh và Đông là xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Đối với trợ lý và một số người giúp cho Ngọc Trinh thực hiện hành vi trên, nhà chức trách cho rằng trong nhận thức chủ quan của những người này chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh là quay phim và việc quay phim đưa lên mạng xã hội, không là hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước khi bị tạm giam, bên cạnh việc sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Ngọc Trinh còn được công chúng nhớ đến bởi hàng loạt scandal kể từ những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo vào làng giải trí. Thậm chí, cô còn có những phát ngôn gây sốc như không tiền cạp đất mà ăn, tôi ngu nhưng giỏi kiếm tiền, hay thừa nhận là người thứ ba. Việc Ngọc Trinh bị bắt là lời cảnh tỉnh cho những ai muốn bất chấp để câu view.